ngày 5 tháng 4, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và 11,1% cử tri đủ điều kiện đã đi bỏ phiếu sớm tại hơn 3.500 điểm bỏ phiếu trên khắp Hàn Quốc. Đợt bỏ phiếu sớm kéo dài trong 2 ngày từ 5 đến 6 tháng 4, trong khi ngày bầu cử chính thức sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 4. Thông tin ban đầu cho thấy, tính đến 7 giờ ngày 5 tháng 4, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu được ghi nhận là 0,62%. Nếu tính theo giờ, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm nay cao hơn so với mức 0,41% của kỳ bầu cử vào năm 2020. Đây là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất trong một khoảng thời gian cố định kể từ khi việc bỏ phiếu sớm được tiến hành tại Hàn Quốc vào năm 2013. Theo kết quả của khảo sát do hãng tin Yonhap tiến hành trước bầu cử, 80% số người Hàn Quốc được hỏi bày tỏ ý định chắc chắn sẽ tham gia bỏ phiếu. Trong số đó, 39% dự định tham gia bỏ phiếu sớm, trong khi 58% dự định bỏ phiếu đúng ngày bầu cử 10 tháng 4. Theo quy định hiện hành tại Hàn Quốc, sẽ có tổng 300 ghế quốc hội được bầu, bao gồm 254 ghế được bầu theo hình thức trực tiếp và 46 ghế theo tỷ lệ đại diện đảng chính trị. Các đảng chính trị chỉ mới hoàn thành đề cử ứng cử viên của đảng mình chưa đầy một tháng trước ngày bầu cử, khiến cử tri có ít thời gian để nghiên cứu về các ứng cử viên và các vấn đề mà họ ủng hộ. Tuy nhiên ở Hàn Quốc, cuộc đua giành ghế trong quốc hội chủ yếu là cuộc cạnh tranh giữa hai đảng chính là Đảng Quyền lực Nhân dân của Tổng thống Yoon Suk-yeol và Đảng Dân chủ đối lập hơn là cuộc đua của các cá nhân ứng cử viên. Ông Yoon Suk-yeol đã giành chiến thắng trước đối thủ trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 3 năm 2022. 3 tháng sau đó, Đảng Quyền lực Nhân dân của ông đã giành chiến thắng trong các cuộc đua vào thị trưởng thành phố lớn và thống đốc tỉnh. Nhưng có hai nhược điểm lớn đã cản trở kỳ Tổng thống của ông. Đảng Quyền lực Nhân dân của ông thiếu quyền kiểm soát trong quốc hội và tỷ lệ tán thành đối với ông Yoon Suk-yeol thấp hơn kỳ vọng. Vì vậy, cuộc bầu cử quốc hội lần này được cho là có ý nghĩa quan trọng đối với Tổng thống Yoon Suk-yeol. Nếu Đảng Quyền lực Nhân dân của Tổng thống Yoon Suk-yeol chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội lần này, thì có thể tạo thêm động lực cho 4 chương trình cải cách lớn của ông liên quan đến hệ thống chăm sóc sức khỏe, giáo dục, lao động và lương hưu quốc gia. Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng sẽ coi đó là sự hợp pháp về mặt chính trị cho chính sách của ông về tăng cường quan hệ giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Còn nếu phe đối lập giành được chiến thắng quyết định tại quốc hội, điều đó sẽ làm suy yếu khả năng lãnh đạo của Tổng thống Yoon Suk-yeol. Xét theo hệ thống bầu cử Tổng thống một nhiệm kỳ của Hàn Quốc, nếu đảng cầm quyền thua trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Tổng thống sẽ rất khó điều hành thành công trong nhiệm kỳ còn lại. Các cuộc khảo sát cho thấy, nhiều người Hàn Quốc được hỏi không tin tưởng vào đảng Dân chủ đối lập, bởi hiện nay lãnh đạo đảng này, ông Lee Jae-myung, đang bị xét xử về tội hối lộ và các cáo buộc hình sự khác. Trong khi đó, từ đầu năm nay, một đảng đối lập nhỏ là Đảng Tái thiết Hàn Quốc đã được thành lập bởi cựu Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk. Đảng này đã nổi lên như một rào cản mạnh mẽ nhất đối với hai đảng lớn trong cuộc đua giành thế đa số tại Quốc hội Hàn Quốc. Khá hợp lý khi thấy các cử tri, những người đã thất vọng về hai đảng lớn, hiện đang ủng hộ Đảng Tái thiết Hàn Quốc của Cho Kuk như một lựa chọn thứ ba. Nếu đảng của ông Cho giành được số phiếu đáng kể trong cuộc bầu cử quốc hội này, điều đó cho thấy có rất nhiều cử tri nuôi dưỡng sự bất bình và mất lòng tin đối với hai đảng lớn. Theo một phân tích được hãng tin Yonhap công bố vào tháng 3, dựa trên các cuộc khảo sát nội bộ đảng và ước tính của người thăm dò ý kiến, Đảng Quyền lực Nhân dân PPP và Đảng Dân chủ đối lập DP sẽ lần lượt giành được ít nhất 110 và 82 trong số 254 ghế bầu cử trong cuộc bầu cử ngày 10 tháng 4. Đảng Tái thiết Hàn Quốc đang hướng tới ít nhất 10 ghế trong quốc hội. Hàn Quốc hiện đang phải đối mặt với một loạt vấn đề không dễ giải quyết như nền kinh tế tăng trưởng chậm lại, giá nhà đất tăng vọt, dân số già đi nhanh chóng, khoảng cách thu nhập ngày càng lớn, sự phân biệt giới tính, đặc biệt là trong thế hệ trẻ và mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày càng tăng từ Triều Tiên. Các cuộc khảo sát trong những tuần gần đây cho thấy, phần lớn người Hàn Quốc không tán thành sự lãnh đạo của Tổng thống Yoon Suk-yeol. Điều này nổi lên như một vấn đề bầu cử quan trọng. Ông không được lòng cử tri, đặc biệt là các cử tri ở độ tuổi 50 trở xuống. Trước cuộc bầu cử Quốc hội Hàn Quốc, cử tri nước này có xu hướng quan tâm các vấn đề dân sinh trong nước như giá cả, việc làm và thuế. Điều này thể hiện sự tương phản rõ rệt với các cuộc bầu cử trước đây, vốn bị bao trùm bởi các vấn đề an ninh và chính sách đối ngoại, như mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên và cam kết an ninh của Hoa Kỳ. Vấn đề nổi cộm tại Hàn Quốc hiện nay là sự bế tắc kéo dài giữa các bác sĩ và chính phủ về kế hoạch tăng số lượng tuyển sinh vào trường y lên 2.000 người. Các bác sĩ, thực tập sinh y khoa và nội trú cho rằng các trường đại học không thể giải quyết được số lượng sinh viên tăng mạnh như vậy và điều đó sẽ làm suy yếu các dịch vụ y tế của đất nước trong tương lai. Cũng có ý kiến cho rằng các bác sĩ phản đối kế hoạch này một phần do lo lắng về thu nhập sẽ giảm đi sau khi có thêm nhiều bác sĩ.
Cuộc đình công kéo dài của hàng nghìn bác sĩ thực tập trên toàn quốc để phản đối kế hoạch này đang ngày càng gây căng thẳng cho hệ thống chăm sóc y tế của Hàn Quốc. Hơn 90% trong số 13.000 bác sĩ thực tập sinh của Hàn Quốc đã nghỉ việc vào tháng 2, làm gián đoạn hoạt động của các bệnh viện. Hàn Quốc là một trong những quốc gia có dân số già nhanh nhất thế giới và tỷ lệ bác sĩ trên số dân thuộc hàng thấp nhất trong các nước phát triển. Nhưng nỗ lực bổ sung số lượng tuyển sinh tại các trường y là một dự án rủi ro về mặt chính trị mà các chính phủ trước đây không đạt được do sự phản đối kịch liệt tương tự của các bác sĩ và sinh viên y khoa. Xét đến đặc điểm và văn hóa chính trị của Hàn Quốc, việc kéo dài cuộc đình công của bác sĩ không có lợi đối với đảng cầm quyền. Cử tri có những mong muốn đáng kể rằng chính phủ và các bác sĩ nên thỏa hiệp ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, chính phủ có quan điểm riêng của họ và nếu họ kiên quyết giữ quan điểm hiện tại, cử tri cuối cùng sẽ phán xét chính phủ dựa trên vấn đề này trong cuộc bầu cử sắp tới. Tổng thống Yoon Suk-yeol ban đầu nhận được tỷ lệ tán thành cao đối với kế hoạch tuyển dụng của mình, nhưng giờ đây ông phải đối mặt với những lời kêu gọi thỏa hiệp ngày càng tăng. Vì các cuộc đình công của các bác sĩ đã khiến nhiều ca phẫu thuật tại bệnh viện bị hủy bỏ và gây những bất lợi cho bệnh nhân. Trong bài phát biểu toàn quốc dài 50 phút, Tổng thống Yoon lần đầu tiên bày tỏ sẵn sàng tìm kiếm sự thỏa hiệp trong các đề xuất cải cách y tế sau khi chính phủ kêu gọi đối thoại với các bác sĩ đình công. Nếu các bác sĩ đưa ra giải pháp đúng đắn và hợp lý hơn, chúng ta có thể thảo luận. Chính sách của chính phủ luôn cởi mở. Nếu họ đưa ra những quan điểm tốt hơn và những căn cứ hợp lý, chính sách của chính phủ có thể thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Tổng thống Yoon Suk-yeol đã gặp ông Park Dan, người đứng đầu Ủy ban Khẩn cấp của Hiệp hội Thực tập sinh Hàn Quốc hôm 4 tháng 4 và hứa sẽ tôn trọng quan điểm của họ trong các cuộc đàm phán trong tương lai. Cuộc gặp giữa Tổng thống Yoon Suk-yeol và lãnh đạo cuộc đình công là cuộc gặp đầu tiên trong những nỗ lực xoa dịu vấn đề này. Một vấn đề khác đang nóng lên trước cuộc bầu cử Quốc hội Hàn Quốc, đó là giá tiêu dùng. Một cuộc khảo sát của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho thấy, tâm lý người tiêu dùng Hàn Quốc đã giảm mạnh trong tháng 3, khi lạm phát ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Lạm phát tiêu dùng của nước này tăng nhanh chóng trong tháng 2, sau 3 tháng giảm, do áp lực từ phía nguồn cung, chủ yếu là do giá nông sản tăng cao. Tổng thống Yoon Suk-yeol tuần trước đã đến thăm một siêu thị ở Seoul để quảng bá về những nỗ lực của chính phủ nhằm quản lý giá thực phẩm. Nhưng cuối cùng ông lại bị chỉ trích khi nói đến giá hành lá. Tổng thống Yoon Suk-yeol cho rằng 875 won, tương đương 0,65 đô la Mỹ một bó hành lá, là một mức giá hợp lý. Câu nói của ông gây ra một cuộc khủng hoảng nhỏ trong Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền khi các ứng cử viên Đảng Dân chủ đối lập cáo buộc Tổng thống Yoon đánh giá thấp giá thực phẩm và không nắm bắt được thực tế. Tại các siêu thị, hành lá được bán với giá trợ cấp là 875 won. Tuy nhiên, giá bán lẻ thực tế của hành lá dao động quanh mức 3.000 đến 4.000 won, tương đương 2,2 đến 2,9 đô la Mỹ một bó trong những tuần qua, đạt mức cao nhất trong những năm gần đây. Tôi cảm thấy chính sách của chính phủ thực sự đang gây khó khăn hơn cho nông dân, bởi vì giá hành lá ở mức 875 won, thậm chí còn không đủ bù đắp chi phí sản xuất ban đầu. Vì vậy, mức giá này không phải là mức giá hợp lý. Đây có thể là một chính sách hời hợt của chính phủ nhằm cho người dân thấy rằng họ đang cố gắng ổn định sinh kế của người dân. Không chỉ riêng hành lá, giá nông sản trong tháng 3 tại Hàn Quốc đã tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc, chỉ số giá tiêu dùng của Hàn Quốc đối với các sản phẩm nông nghiệp và chăn nuôi trong tháng 2 đã tăng 2,9% so với tháng trước và tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước. Giá táo tăng gần 90%, đánh dấu mức tăng lớn nhất trong một năm kể từ năm 1980. Giá rau cũng duy trì ở mức cao, trong khi giá chăn nuôi giảm 1,5% so với tháng trước, nhưng tăng 1,1% so với cùng kỳ. Mỗi lần đi mua hàng tạp hóa, tôi cảm thấy giá tăng không chỉ gấp đôi, mà gấp nhiều lần. Bây giờ, tôi phải bỏ ra khoảng 70.000 won đến 80.000 won để mua những gì trước đây là khoảng 50.000 won. Chính phủ cần phải làm gì hơn nữa để giữ lạm phát ổn định? Thời gian gần đây, chính quyền của Tổng thống Yoon Suk-yeol đã đưa ra một loạt chính sách nhằm phục hồi nền kinh tế và giảm chi phí sinh hoạt như một phần trong nỗ lực của Tổng thống nhằm tập trung vào việc cải thiện sinh kế của người dân. Tuy nhiên, các chính sách này mâu thuẫn với định hướng của chính phủ liên quan đến việc quản lý chi tiêu nhà nước. Tỷ lệ lạm phát lương thực cao có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử sắp tới, có khả năng ảnh hưởng đến vị trí dẫn đầu hiện tại của Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền. Các cử tri bị ảnh hưởng bởi giá lương thực tăng cho biết
có thể sẽ không bầu cho Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền của Tổng thống Yoon Suk-yeol nếu chính phủ không ổn định được giá lương thực trong nước. Các nhà phân tích cho rằng sự phân cực lớn giữa các đảng phái chính trị đã dẫn đến sự gia tăng của những cử tri trung lập, những người không thích xung đột, đảng phái và tập trung nhiều hơn vào các vấn đề sinh kế như giá cả, việc làm và thuế. Theo thống kê, có khoảng 30-40% trong số 44 triệu cử tri Hàn Quốc trung lập về mặt chính trị và việc họ ủng hộ ai sẽ là yếu tố quyết định kết quả của cuộc bầu cử ngày 10 tháng 4. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết, bất kể kết quả bầu cử thế nào, các chính sách đối ngoại lớn của Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng sẽ không thay đổi, chẳng hạn như chính sách về tăng cường hợp tác an ninh với Mỹ và Nhật Bản và đường lối cứng rắn đối với chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Bản tin Nhìn ra thế giới hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.